toàn thể cộng đoàn trong tư cách là linh mục của Chúa. Và như thế thì sự ra đi của mẹ con mẹ trước khi con chịu chức lại là một lòng ân dịu vợ cho cả mẹ và cho cả chính bản thân con và cho cả gia đình chúng ta. Khi mẹ còn sống và đau bệnh thì ước mơ của con là ngay sau khi được chuyển chức, con sẽ chạy vào về nhà, vào phòng riêng của mẹ và cử hành thánh lễ tại gia đình tương đồng như với mẹ bên giường mình. Đó là ước mơ của con, nhưng mà cái kế hoạch của Thiên Chúa thì lại khác. Ngài muốn con dâng thánh lễ công khai của ngôi thánh đường Nam Hoàng rộng lớn này, giữa vòng tay và sự hiện diện biết bao nhiêu yêu thương của quý ông bà và chị em quý tu sĩ nam nữ cùng sự thánh tế khác trên. Như thế thì sự ra đi tưởng chừng không đúng thời điểm của mẹ, thì Chúa lấy đi, Chúa lại bù đắp cho một cái niềm vui to lớn hơn, một cái tình thương bao la vĩ đại hơn. Và đó là cái cách Chúa làm. Có biết bao tâm tình giờ đây chiếc linh cữu của mẹ con muốn hỏi mẹ, mẹ có biết một ngày con trai của mẹ đã từng sinh ra hôm nay được thụ phong làm linh mục không? Mẹ có biết rằng Chúa sẽ rước mẹ về tam nhiệm trước khi con chỉ chức không? Rồi mẹ có biết rằng là thánh lễ đầu tay của con sau thánh lễ truyền chức linh mục sẽ là thánh lễ an táng cho mẹ? Mẹ ơi, mẹ có biết bài giảng khai khẩu con trong tư cách là linh mục sẽ là bài chia sẻ về sự ra đi của mẹ không? Có lẽ trước ngày 29 tháng 11 năm 2022 thì mẹ hoàn toàn chưa được biết những cái điều trong những câu hỏi con vừa nêu. Nhưng mà bây giờ ngay lúc này đây, trước tòa Chúa, chắc mẹ đã thấu hết những ý nghĩa cao sâu dịu mời tuyệt vời tại sao Chúa lại cấp mẹ đi 3 ngày trước khi con chịu chức. Vì những lý lẽ đó, con muốn thân thương với chính thanh quyến của mình. Cuộc đời của mẹ như thế là cuộc đời đáng sống, và sự ra đi của mẹ như thế là sự ra đi đáng giá, và vui mừng thay vì sầu buồn là điều đáng ước mong gia đình chúng ta hãy làm điều đó. Cứ bình thường trong thánh lễ chuyển chức sáng nay con sẽ khóc, nhưng con cảm thấy mẹ sẽ buồn và không thanh thản nếu như con rơi lệ. Và vì thế con đã hứa với mẹ trong thánh lễ chuyển chức và ngay cả trong thánh lễ an táng hôm nay con sẽ không rơi lệ, và con muốn tam quyến của mình cũng phải làm điều đó. Như thế thì mẹ ra đi giữa mùa phục vụ màu tím, nhưng màu tím không còn là màu tím sầu buồn thảm thương, nhưng là màu tím của vui mừng và hy vọng.